cá trám đen. Bà con ta biết cá trám đen hết bà con ha. Thì cá trám đen nó rẻ mà nó tốt cho sức khỏe, dễ chiên, dễ nấu, dễ xào, làm nào cũng được. Nhưng mà không phải tốt là ai cũng ăn được đâu bà con. Tốt nhưng mà có một số người thế này là vui lòng đừng ăn cá trám đen. Bị cái gì nó có ngộ độc, bệnh thận cho người có bệnh gan. Tuyệt đối không uống mật cá trám đen. Người có bệnh ngoài da hen suyễn, cá trám đen là nó có ngộ độc lắm bà con. Bệnh thận là người có bệnh gan, tuyệt đối không uống mật cá trám đen. Tuyệt đối không uống mật cá trám đen. Người có bệnh ngoài da hen suyễn cũng không nên dùng cá trám đen, ăn cá trám đen. Còn ngoài ra, cá trám đen nó tốt, nó tốt cho việc tỏa nhiệt, chữa xương đau, lở loét, ngồi da, nâng cao sức đề kháng. Wow, tao qua. Tốt cho hệ miễn dịch, phòng chống cảm cúm, thanh nhiệt, giải độc, cảm gió, cảm lạnh, nhức đầu, mệt mỏi, đau đầu, ngạt mũi. Ăn như những loại cá bình thường ta hay ăn khác. Nhưng mà bà con nhớ ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày. Bà con ơi, bà con thấy ngày chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì, ăn gì, nên kiêng gì, cử gì, không ăn, không ăn. Bệnh gì, ăn gì, ăn gì, ăn gì. Ngày nào cũng có 4 video như vậy. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời đăng ký rồi thì 4 video ngày nào chúng tôi cũng có, nó sẽ ra đến với quý vị ngay. Vì vậy bà con ơi, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Cá trám đen bà con ơi, cá trám đen nó ngộ độc. Nó có dễ bị ngộ độc. Bệnh thận cho người có bệnh gan, bệnh thận không nên ăn cá trám đen, ngộ độc lắm bà con ơi. Người có bệnh gan tuyệt đối không uống mật cá trám đen. Tuyệt đối không uống mật cá trám đen. Người có bệnh ngoài da, người bị hen, người bị sẹn. Ngoài ra cá trám đen nó tốt cho việc tả nhiệt, chữa sưng đau, lở loét, ngoài da, nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống cảm cúm, thanh nhiệt, giải độc, cảm gió, cảm lạnh, nhức đầu, đau đầu, ngạt mũi. Nhưng ta ăn thì ăn bình thường như những loại cá khác nha bà con. Ăn 5 ngày, phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe bà con. Bà con cứ vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và bà con sẽ 4 video chúng tôi có ngày nào đó cũng có, sẽ sớm đến với bà con. Và bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng khỏe mạnh. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Xin chào nào nào bà con ơi, xin chào.